chiếc xe này khá là thoải mái. Ngoại thất đến nội thất đến thấy rất là tuyệt vời. Nó là khả năng rất là tuyệt vời của ông Park. Các cầu thủ như tuyển thủ quốc gia mình thì có phải đi tập huấn nhiều không? Đội tuyển quốc gia thì một năm có khoảng 2 đến 3 đợt tập trung. Ví dụ như đi nước ngoài chẳng hạn thì có gặp khó khăn trong cái việc làm quen với thức ăn của các cái nước sở tại không? Đồ ăn như là các nước ở Hồi giáo ấy, thì khó ăn đúng không? Vâng. Trong ba anh em ngồi xe này thì anh nào ăn khỏe nhất? Hà Đức Chinh. Hà Đức Chinh ăn khỏe nhất. Nhìn anh có thể hình dung được không? Em thấy không gian ở trong chiếc xe này như nào? Em thấy không gian ở trong chiếc xe này khá là thoải mái. Thế còn thiết kế của nó thì sao? Thực sự em thấy chiếc xe này rất là hoàn hảo anh ạ. Ngoại thất đến nội thất em thấy rất là tuyệt vời. Chiếc xe này sử dụng kiểu khung gầm Hiatech, là kiểu khung gầm thế hệ mới, kết hợp sử dụng kim loại thép nhẹ, chịu lực cao để tăng cường hiệu suất động cơ khi chạy cũng như là gia tăng khả năng tiết kiệm nhiên liệu của xe. Các em đã chuẩn bị như thế nào cho AFF Suzuki Cup năm 2018 rồi? Chúng em vừa trải qua một thời gian tập huấn tại Hà Nội và Hàn Quốc. Các em có gặp khó khăn gì khi mà giao tiếp với huấn luyện viên người Hàn Quốc không? Huấn luyện viên trưởng là một người rất là có khiếu hài hước và ông luôn biết cách để làm cho cầu thủ hiểu được mình muốn nói gì. Nó là khả năng rất là tuyệt vời của ông Park. Khi mà Đức Trinh cảm thấy là khó khăn trong cái việc giao tiếp thì có nhờ Xuân Trường không? Em luôn nhờ các anh tiếng Anh ở đội giỏi như anh Trường, anh Phượng. Tên là gì? Bắt đầu bằng chữ E. Hai cái bằng nhau ạ. Hai cái bằng nhau em chắc không?